Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Công nghệ và Cuộc sống, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thực hiện. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã vào cuộc với tinh thần chủ động, kịp thời, trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào việc phòng chống dịch COVID-19, cũng như tham gia chế tạo ra những thiết bị hữu ích phục vụ trong quá trình khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh này. Xuất phát từ cái nhu cầu cấp bách hiện nay của xã hội trong cái giai đoạn phòng chống dịch thì nhóm nghiên cứu chúng tôi cũng đã nỗ lực làm việc cả ngày và đêm. Vì cái thời gian rất là ngắn nên là bên tôi phải nhóm thực hiện phải làm ngày làm đêm. Nhiều khi đến tối thứ bảy, tối chủ nhật 10 giờ đêm mới được về. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hiếm khi thảnh thơi. Bởi đây là lúc họ cần phát huy trình độ chuyên môn, năng lực một cách cấp thiết nhất. Thời gian kết thúc một ngày làm việc dần trễ hơn. Có hôm làm việc đến 10 hoặc 11 giờ đêm, nhưng những cán bộ này chưa bao giờ chán nản, mệt mỏi. Để chung tay chăm lo cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Sở Khoa học và Công nghệ, nhóm nghiên cứu của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã chế tạo thành công máy phát gạo tự động, còn gọi là ATM gạo. Nhờ những tính năng vượt trội với ưu điểm không chạm tay, tức là người nhận chỉ cần dùng chân ấn vào cần điều khiển là một lượng gạo cố định sẽ tự động chảy ra. ATM gạo vừa góp phần sẻ chia những khó khăn với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Không riêng bà Thái, chỉ trong vòng một buổi sáng đã có hơn 250 lượt người sinh sống tại huyện Trảng Bom có hoàn cảnh khó khăn như bà đến nhận gạo. Đang nói không riêng chiếc máy đặt tại huyện Trảng Bom, nhóm nghiên cứu của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai còn chế tạo thêm hàng chục chiếc máy ATM gạo di động khác, trải đều khắp các huyện, thành phố của tỉnh, góp phần chuyển sự sẻ chia của chính quyền các cấp, nhà hảo tâm một cách nhanh nhất, kịp thời nhất đến những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Máy ATM gạo được thiết kế chắc chắn, gồm có các bộ phận như bồn chứa gạo trên 700kg, bộ phận cấp phát gạo. Điểm vượt trội của máy ATM gạo do Sở Khoa học và Công nghệ thiết kế và chế tạo là máy có hai chức năng phát gạo thông qua đọc thẻ hoặc bằng ấn nút bằng chân và có thời gian trễ giữa lượt người trước với người sau. Để cho ra trọng lượng gạo đạt 3kg thì chỉ mất thời gian khoảng 27 giây và ATM gạo có thể điều chỉnh lượng gạo phát ra tùy thời điểm bằng bộ điều khiển. Ngoài ra, máy còn được thiết kế nhỏ gọn, có các bánh xe thuận tiện trong việc di chuyển và dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. Nhất là đòi hỏi tốc độ, nó phải đáp ứng nhanh, kịp thời cho người dân. Cái thứ hai là phải cái tính cơ động, có khả năng di chuyển nó dễ dàng. Thì xuất phát từ hai cái yêu cầu đó cho nên là chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế những cái máy ATM mà đã hoàn thành như hiện nay. Trong cái thời gian vừa rồi thì ở Đồng Nai thì cũng có một hai cái mô hình, nhưng có một số nơi thì các bạn ấy cũng mua những cái máy ATM đã sản xuất. Còn về phía sở thì chúng tôi trực tiếp, anh em trong cái nhóm nghiên cứu là trực tiếp nghiên cứu, chế tạo và trực tiếp sản xuất ra cái sản phẩm đó để phục vụ cho cái công tác mà ủng hộ, chung sức ủng hộ người nghèo. Nhằm tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch, khi đến nhận gạo, người dân phải thực hiện các bước như xếp hàng theo trật tự, đi qua buồng khử khuẩn tự động toàn thân, vào vị trí và đo thân nhiệt tự động, thực hiện rửa tay sát khuẩn tự động. Những thiết bị cần thiết này đều được nhóm nghiên cứu của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện. Được đánh giá cao nhất trong những sáng chế trên chính là buồng khử khuẩn. Quá trình thiết kế, cải tiến, lắp ráp và vận hành thử nghiệm do nhóm nghiên cứu trực tiếp thực hiện.
Buồng khử khuẩn di động sử dụng công nghệ phun sương, công suất khử khuẩn khoảng 1.000 người mỗi ngày. Dung dịch khử khuẩn mà buồng sử dụng là Alote, được cơ quan y tế trong và ngoài nước cho phép sử dụng trong việc sát trùng, chống lại các vi khuẩn, virus, nấm mốc, khử độc sinh học, rửa tay, sát trùng dụng cụ y tế. Không ảnh hưởng tới sức khỏe hay tổn thương da, tế bào. Muối ion trong buồng khử còn giúp người dùng có thể sát trùng cả mũi và họng. Thiết kế của buồng gồm hộp rửa tay sát khuẩn tự động, hệ thống đo thân nhiệt tự động, cảm biến phát hiện người, có đèn tín hiệu, còi báo, hệ thống phun siêu âm tự động, không gây ướt, cho phép khử khuẩn nhanh toàn bộ cơ thể trong vòng 25 đến 30 giây. Ngoài ra, buồng cũng có các bánh xe thuận tiện di chuyển và dễ dàng tháo lắp vận chuyển. Buồng tự động dừng phun khi không có người sử dụng. Để làm được việc này thì ngoài cái trách nhiệm được phân công ra thì cũng phải để những cái cán bộ được phân công này, thứ nhất là phải có năng lực, cái thứ hai là phải có sự tâm huyết. Như các anh chị thấy là chúng tôi trong cái thời gian vừa qua, trong cái giai đoạn mà hết sức là cấp thiết, hầu hết các sản phẩm chúng tôi anh em toàn làm trong buổi tối, làm thứ bảy chủ nhật, làm thông suốt để có cái sản phẩm. Ví dụ như cái sản phẩm cái ATM gạo vừa rồi là ba anh em làm, sau khi có chỉ đạo của giám đốc sở cái là bốn anh em trong nhóm làm thông suốt từ ngày thứ sáu đến chủ nhật ra cái sản phẩm, mà cái sản phẩm nó ưu việt hơn một số cái sản phẩm trên thị trường. Là cái đội ngũ cán bộ của chúng tôi được phân công là những người mà làm trong các phòng ban chuyên môn của trung tâm. Anh em cũng đã có những cái sản phẩm, cũng có cái đề tài nghiên cứu, mà có những đồng chí là đã được đào tạo ở nước ngoài, nhưng cũng có đồng chí là từng đã làm những cái công việc mà sáng chế đó. Có những cái thành quả, cho nên là chúng tôi tích hợp tận dụng được những cái trình độ cũng cái tâm huyết của tất cả anh em để tham gia cái nhóm này. Ngoài buồng khử khuẩn, nhiều sáng chế khác của nhóm nghiên cứu này đã phát huy tác dụng hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành công này khẳng định trình độ của các nhà khoa học Đồng Nai cũng như sự vào cuộc kịp thời của ngành khoa học công nghệ trước những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Thứ nhất là chúng ta phải yêu nghề và có trách nhiệm với nhân dân. Là mình yêu nghề như thế thì mình mới làm ra được. Chứ mình không thể mà kể công ở đây hay tính toán tiền bạc ở đây được. Mình cũng tìm hiểu một số nơi, thứ hai nữa là vận dụng những kiến thức mình đã được học trong quá trình học đại học, học ở nhà trường lớp rồi, thì mình vận dụng kiến thức đó là mình xử lý công việc thì nó cũng đơn giản hơn. Buồng khử khuẩn bây giờ thì trên thị trường đã có một số sản phẩm rất nhiều. Đó, cái thứ hai, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi đã tích hợp những cái tính năng ưu việt, trong đó là sử dụng tối ưu những cái công nghệ gọi là công nghệ không chạm. Chúng tôi hầu hết là ví dụ như là chúng tôi trong cái buồng khử khuẩn thì chúng tôi tích hợp thêm những cái chức năng là rửa tay tự động, để tích hợp thêm một cái phần đo thân nhiệt tự động, có nghĩa là tránh cái rủi ro cho những cái người đứng ra đo thân nhiệt. Vì hiện tại giờ thì một số những cái cơ quan doanh nghiệp thì có một cái đồng chí bảo vệ đứng ở cổng nó đo trực tiếp, nó đo thì cái đấy đồng chí đấy cũng là cái rủi ro mà tiếp nhận những cái rủi ro của những người, nếu mà những người đo thân nhiệt là người ta nhiễm bệnh thì chúng tôi nghiên cứu và tích hợp cái công nghệ đo thân nhiệt tự động. Hiện xưởng chế tạo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đang hoạt động hết công suất để làm thêm máy ATM gạo phục vụ cho các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả của dịch COVID-19. Với tinh thần khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba mà Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học trong toàn ngành thực hiện. Ngành khoa học công nghệ tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng mục tiêu về phòng chống dịch, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần đưa đời sống nhân dân ngày càng ổn định. Thưa quý vị, sắp tới việc triển khai thí điểm Mobile Money sẽ được Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện và trình Chính phủ. Ứng dụng này sẽ góp phần hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi các ngân hàng có thể sẽ dễ dàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Theo nhận định của các chuyên gia, Mobile Money được triển khai sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế và nhiều tiện ích cho người dân.
đặc biệt là trong vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt. Công nghệ Mobile Money là gì? Được tích hợp cùng điện thoại thông minh ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Hiện trên thế giới đã có hơn 90 nước chấp nhận Mobile Money, giao dịch 1,3 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày, tăng trưởng 20% mỗi năm. Khác với thẻ hay ví điện tử, Mobile Money cho phép người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng bằng chính thuê bao di động của mình và có thể chuyển tiền cho nhau với mức dưới 10 triệu đồng. Nói cách khác, về bản chất, Mobile Money chính là e-money theo định nghĩa của các nước. Với Việt Nam, đó là một loại ví điện tử nhưng không có tài khoản ngân hàng. Mobile Money là thông qua là các cái định danh trên SIM điện thoại để người tiêu dùng có thể thông qua và thanh toán các cái dịch vụ mà thanh toán với lại cái giá trị thấp. Nên là trong thời gian tới, trên cơ sở là xây dựng các cái cơ sở hạ tầng pháp lý cũng như là các cái nhà mạng là đã có một cái phối hợp và các cái sự thống nhất chung. Và trên cơ sở là chúng ta cũng quản lý tốt cái việc triển khai cái dịch vụ này. Theo dự thảo của Ngân hàng Nhà nước, tiền nạp vào Mobile Money phải đảm bảo không làm phát sinh lượng tiền tệ, đảm bảo nguyên tắc 1-1, có nghĩa là nạp vào bao nhiêu, trong tài khoản sẽ chỉ có bấy nhiêu. Mobile Money được dự báo sẽ là công cụ giao dịch không sử dụng tiền mặt hữu hiệu cho người dân nông thôn, những người không có tài khoản ngân hàng. Hiện nay, Việt Nam có đến hơn 126 triệu thuê bao di động. Nhiều ngân hàng cho rằng Mobile Money sẽ là đối tác mới, chứ không phải đối thủ. Mà đối với ngân hàng, đó cũng là một cái cơ hội để kinh doanh. Và chúng tôi sẽ có thêm nhiều tài khoản vì mỗi người dân đều phải sử dụng cái tài khoản thì lúc đó họ mới tiến hành thanh toán. Cho nên rằng là cái hoạt động Mobile Money là rất được là không chỉ là chính phủ mà các ngân hàng cũng đang rất là chờ đợi. Tuy nhiên, để có thể mở tài khoản Mobile Money, trước hết, người dùng phải được định danh và xác thực số điện thoại chính chủ của mình. Loại hình thanh toán mới này cần phải có cơ chế bảo mật tốt và cách thức quản lý, quản trị chặt chẽ từ phía các nhà mạng và vấn đề nâng cấp công nghệ. Cái việc mà rất là nhiều SIM rác đó sẽ khó định danh cái chủ tài khoản thông qua cái số điện thoại và đồng thời là cũng cái việc mà rất là nhiều SIM rác này cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà nếu như sử dụng Mobile Money nhiều sẽ như các nước trên thế giới là rửa tiền thông qua cái Mobile Money này thì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có các cái văn bản chỉ đạo để triển khai và hoàn thiện hơn giúp tăng cái góp phần cái việc mà thanh toán không dùng tiền mặt. Với tình trạng dịch bệnh, người dân đang dần thích ứng với việc giao dịch online nhiều hơn. Với nhiều ưu điểm như thuận tiện, minh bạch, tiết kiệm chi phí giao dịch, giảm thiểu rủi ro tiền mặt, triển khai Mobile Money vào thời điểm này sẽ là hành động thích hợp để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.